Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi những diễn biến trực tiếp từ nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, nơi đang diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền lần thứ 17 năm 2023. Và cặp đấu tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng theo dõi, cặp đấu thứ hai trong ngày hôm nay, trận đấu ở bảng A của Nam giữa Biên Phòng và Thể Công. Và tổ trọng tài điều khiển trận đấu này đó là tổ trọng tài của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Trọng tài thứ nhất là ông Trần Việt Thắng và trọng tài thứ hai đó là ông Lương Anh Hùng. Ở trận đấu này thì các cầu thủ Thể Công sẽ là những người thi đấu trong trang phục áo màu xanh. Và đội hình ra sân của Thể Công ở trong set đấu đầu tiên gồm có số 8 chuyền 2 Xuân Thanh đội trưởng, số 10 chủ công Văn Hạnh, số 11 phụ công Vũ Hoàng, số 5 đối chuyền Quốc Duy, số 7 chủ công Văn Nam và số 1 phụ công Mạnh Tài, libero là số 6 Văn Cao. Huấn luyện viên trưởng của Thể Công đó là huấn luyện viên Thái Anh Văn. Bên phía Biên Phòng thì họ sẽ ra sân trong trang phục áo màu đỏ. Và đội hình ra sân của Biên Phòng ở trong set đấu đầu tiên gồm có số 1 chuyền 2 Văn Duy, số 17 chủ công Ngọc Thuần, số 18 phụ công Duy Thành, số 6 đối chuyền Văn Hiệp đội trưởng, số 15 chủ công Minh Đức và số 8 phụ công Duy Tuyến, libero đó là số 10 Vũ Anh Tuấn. Huấn luyện viên trưởng của Biên Phòng đó là huấn luyện viên Trần Đình Tiền. Thể Công và Biên Phòng là hai đội bóng không xa lạ gì nhau. Và tại Đại hội Thể thao Toàn quốc năm 2022 diễn ra vào cuối năm ngoái thì Thể Công và Biên Phòng là hai đội bóng đã góp quân nhiều nhất trong thành phần tuyển bóng chuyền nam quân đội đã giành huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Toàn quốc vừa qua. Tại kỳ đại hội đó thì huấn luyện viên trưởng của tuyển bóng chuyền nam quân đội là huấn luyện viên Trần Đình Tiền. Còn huấn luyện viên phó trợ lý cho huấn luyện viên Trần Đình Tiền đó là huấn luyện viên Thái Anh Văn. Xuân Thanh sẽ là người phát bóng mở đầu cho trận đấu giữa Biên Phòng và Thể Công. Thể Công ở mùa giải 2023 này thì họ có sự bổ sung rất lớn từ hai tay đập, có thể nói là một trong những hai tay đập trong top đầu của bóng chuyền nam Việt Nam hiện nay, đó là chủ công Văn Hạnh từ đội Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Quốc Duy, tay đập thuộc biên chế của Trà Vinh. Trong khi đó thì bên phía Biên Phòng họ gần như bảo toàn lực lượng, không có thêm một sự bổ sung nào để hướng đến mùa giải vô địch quốc gia năm nay. Đã có điểm số đầu tiên và đó là điểm số cho Thể Công, 1-0 cho Thể Công. Pha đánh bóng của Ngọc Thuần. Văn Hạnh. Điểm Biên Phòng. Trọng tài đã cho điểm Biên Phòng. Trọng tài Trần Việt Thắng cho rằng đã có lỗi chạm lưới với một thành viên của Thể Công. Đó là lỗi chạm lưới của Văn Hạnh, tân binh của Thể Công. Văn Hạnh đã đánh bóng và sau đó động tác của anh chạm lưới trong tình huống tiếp đất vừa qua. Tỷ số bây giờ là 1-1. Pha đánh bóng của Quốc Duy, 2-1 cho Thể Công. Sau một năm chơi cho Trang An Ninh Bình thì bây giờ Quốc Duy đã trở lại với Thể Công, đội bóng mà anh đã từng cùng với Thể Công vào đến trận chung kết của giải vô địch quốc gia mùa giải 2021. Một điểm nữa cho Thể Công, lần này là một tình huống chắn bóng thành công. 3-1. Với sự bổ sung của Quốc Duy và Văn Hạnh thì Thể Công đang nổi lên là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch quốc gia ở mùa giải 2023 này. Đây sẽ là tình huống phát bóng của Văn Hạnh. Phát bóng ra, đánh bóng đi ra ngoài. 4-1 cho Thể Công. Văn Hạnh đã quyết định chia tay với Thành phố Hồ Chí Minh. Trong màu áo của đội bóng thành phố mang tên Bác thì Văn Hạnh đã từng có được 3 chức vô địch quốc gia. Xuân Thanh. Pha đánh bóng từ hàng sau của Văn Hạnh. Văn Hiệp đã không thể thắng được tay chắn của Thế Công. Bóng ra ngoài. Đó là điểm số cho Biên Phòng.
2-4. Pha đánh bóng đi ra ngoài của Nguyễn Văn Quốc Duy. Quốc Duy, lần này thì đã có điểm cho Thể Công 5-2. Ở mùa giải 2021, mùa giải mà Thể Công đã vào tới trận đấu chung kết và sau đó để thua trước Trà Ninh Bình, thì Quốc Duy và Xuân Thành là cặp đôi đã chơi vô cùng ăn ý với nhau. Chúng ta sẽ xem lại tình huống phát bóng này của Vũ Hoàng. Bước 1 của Ngọc Thuân. Và sau đó người đã dứt điểm đó là Phụ Công Duy Tuyến. Xuân Thành và Văn Nam. 4-5 cho biên phòng. Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền là giải đấu để các đội chuẩn bị cho vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay. Và tại vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay thì Biên Phòng và Thể Công là hai đội bóng nằm chung ở bảng B. Bảng đấu sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Gia Lâm ở Hà Nội từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3. Cùng chung bảng đấu với Biên Phòng và Thể Công còn có các đội Nam Ninh Bình, Liên Việt Postbank, Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương và La Vi Long An. Ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay. Đinh Văn Duy. Pha đánh bóng của Ngọc Thuân. 6-5 cho biên phòng. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Một tình huống bật nhảy và đánh bóng từ sau vạch 3m của Ngọc Thuân. Văn Hiệp phát bóng. Không thể có được pha đập bóng và sau đó thì pha bỏ nhỏ của Nguyễn Văn Quốc Duy đã không thể thắng được tay chắn của biên phòng. 7-5 cho biên phòng. Và huấn luyện viên Thái Anh Văn đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Lần hội ý chiến thuật đầu tiên của Thể Công ở trong set đấu mở màn này. Sau khi kết thúc giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm nay thì Thể Công sẽ tiếp tục tập huấn tại Ninh Bình. Và sau đó từ Ninh Bình họ sẽ di chuyển thẳng sang Gia Lâm để thi đấu ở vòng 1 giải vô địch quốc gia. Lúc này thì Văn Hạnh khoác áo số 10 và Quốc Duy khoác áo số 5. Đó là hai sự bổ sung cho Thể Công ở mùa giải vô địch quốc gia năm nay. Văn Hạnh sau khi chia tay bóng chuyền Nam Thành phố Hồ Chí Minh, anh đã quyết định ký hợp đồng 1 năm với Thể Công. Trong khi đó với trường hợp của Quốc Duy thì sau khi quyết định không tiếp tục gắn bó cùng với đội Nam Ninh Bình Liên Việt Postbank ở mùa giải năm nay thì Quốc Duy đã quyết định lựa chọn biến đỗ để thi đấu ở giải vô địch quốc gia năm nay, đó là Thể Công. Vậy Quốc Duy sẽ thi đấu cho Thể Công ở giải vô địch quốc gia và sẽ thi đấu cho Trà Vinh ở giải hạng A quốc gia. Tình huống phát bóng của Quốc Duy. Đó là pha đánh bóng của Duy Tuyến. 8-6 cho biên phòng. Người phát bóng đó là chủ công Minh Đức. Bóng ra ngoài, điểm cho Thể Công 7-8. Trận
Trận đấu mà chúng ta đang theo dõi giữa Biên Phòng và Thể Công là trận đấu thứ hai trong khuôn khổ ngày thi đấu đầu tiên của giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền lần thứ 17 năm 2023. Trong ngày hôm nay thì sẽ còn hai cặp đấu nữa, đó là các cặp đấu có sự có mặt của hai đội bóng chủ nhà. Dự kiến vào lúc 17:30 thì Hà Tĩnh sẽ gặp Nam Ninh Bình lên Vietpostbank, và sau đó dự kiến vào lúc 20:45 sau lễ khai mạc sẽ là cặp đấu giữa nữ Hà Phú Thanh Hóa và nữ Ninh Bình Liên Việt Postbank. Năm nay thì với nhà tài trợ mới, hai đội bóng của Ninh Bình đều đã đổi tên. Cha Ninh Bình đổi tên thành Nam Ninh Bình Liên Việt Postbank, còn Ninh Bình Doveco, đội nữ của Bích Tuyền, đổi tên thành nữ Ninh Bình Liên Việt Postbank. Đập chồng, đó là pha ghi điểm của Văn Hạnh. 8-9 cho Thể Công. Một pha phối hợp giữa Xuân Thành, Mạnh Tài và Văn Hạnh. Trong đội hình xuất phát của Thể Công lúc này thì Văn Hạnh đang chơi ở vị trí chủ công. Anh đánh đối cầu cùng với Nguyễn Văn Quốc Duy. Pha đánh bóng của Quốc Duy, một tình huống tấn công ghi điểm ở vị trí số 3, 9-10 cho Thể Công. Dù đã có được sự tăng cường lực lượng rất đáng kể với sự góp mặt của Quốc Duy và Văn Hạnh, hai tay đập có thể nói là xuất sắc hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam hiện nay, nhưng theo chia sẻ của huấn luyện viên Thái Anh Văn thì đội rất có thể sẽ còn thuê thêm ngoại binh để thi đấu ở giải vô địch quốc gia năm nay. 10-10 cho Thể Công. Bây giờ thì cái biệt điểm số giữa hai đội đã bị san lấp. Thể Công và Biên Phòng rất hiểu nhau. Vận động viên hai đội đã từng là đồng đội của nhau tại Đại hội Thể thao Toàn quốc vừa qua. Pha đánh bóng của Ngọc Thuần. Thêm một điểm nữa cho Biên Phòng. 11-10. Ngọc Thuần đã đánh bóng chạm vào tay chắn của Thể Công trước khi bay ra sân. Văn Hạnh. Một điểm nữa cho Thể Công. 11-10. Ngoại binh mà huấn luyện viên Thái Anh Văn mong muốn sẽ là sự bổ sung ở vị trí chủ công. Chính xác hơn là ở vị trí chủ công đánh đối cầu cùng với Quốc Duy. Lúc này thì vị trí đó đang được sử dụng là Văn Hạnh. Tiếng phát bóng của phụ công Duy Thành. Quốc Duy. Đinh Văn Duy. Đó là pha đánh bóng của Ngọc Thuần. Thêm một điểm nữa cho Biên Phòng. 13-11. Đội hình của Biên Phòng gần như không có nhiều sự thay đổi trong quãng tầm 3 mùa giải trở lại đây. Đó đều là những vận động viên được đào tạo trẻ từ chính lò đào tạo trẻ của đội bóng, và họ đã có được sự ăn ý với nhau rất cao. Và kia là pha đánh bóng của Quốc Duy. Thêm một điểm nữa cho Thể Công. 12-13. Phát bóng của Vũ Hoàng. Đập chồng. Điểm Biên Phòng 14-12. Thêm một điểm số nữa cho Biên Phòng.
Văn Hiệp phát bóng. Xuân Thanh, Quốc Duy. Lại là một pha phối hợp ghi điểm nữa giữa Xuân Thanh và Quốc Duy. Ở mùa giải gần nhất mà Thể Công đã vào tới trận chung kết của giải vô địch quốc gia thì Quốc Duy dù mới chỉ là năm đầu tiên, lần đầu tiên được cho mượn tới Thể Công nhưng đã có được sự ăn ý tuyệt vời cùng với cây truyền hai của đội bóng Xuân Thanh. Và sự ăn ý giữa Xuân Thanh và Quốc Duy vẫn đang được thể hiện tốt tại giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền lần này. Một điểm nữa cho Biên Phòng. 15-13. Minh Đức phát bóng. Đó là tình huống tấn công nhanh của Mạnh Tài. 14-15. Không phải là một pha phối hợp đập chồng. Tình huống tấn công nhanh của Mạnh Tài. Văn Nam phát bóng. Đình Văn Duy đập chồng. Pha ghi điểm của Ngọc Thuân. Điểm Biên Phòng 16-14. 16-14 cho Biên Phòng. Duy Tuyến, Đinh Văn Duy. Chuyền hai và cặp chủ công Ngọc Thuân, Văn Hiệp chính là những nhân tố chính trong thành phần tuyển bóng chuyền nam quân đội đã có được tấm huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Toàn quốc vừa qua. Điểm Thể Công 15-16. Mạnh Tài phát bóng. Đình Văn Duy. Pha ghi điểm không, pha đánh bóng của Ngọc Thuân. Tiếp tục là Ngọc Thuân. Lần này thì đã có thêm một điểm số nữa cho Biên Phòng 17-15. Đó là một đường chuyền dài của Đinh Văn Duy ra biên 4 cho Ngọc Thuân. Quốc Duy, một pha đánh lỏng tay. Văn Hiệp không thắng được tay chắn của Văn Hạnh. Một tình huống chắn đôi với Văn Hạnh và Vũ Hoàng. 16-17 cho Thể Công. Điểm cho Biên Phòng 18-16. Điểm Biên Phòng 18-16. Pha ghi điểm là của Ngọc Thuân. Ngọc Thuân là tay đập quê ở Thái Bình, một trong những địa phương đã sản sinh ra rất nhiều những tay đập xuất sắc cho bóng chuyền Việt Nam. Bóng ra ngoài. Đó là điểm cho Thể Công. Trọng tài Biên đã xác định Phạm Văn Hiệp đánh bóng đi ra ngoài. 17-18, thêm một điểm nữa cho Thể Công. Mười tám đều. Cách biệt điểm số lại một lần nữa được Thể Công san lấp. Và đó là lần xin hội ý của huấn luyện viên Trần Đình Tiền bên phía Biên Phòng. Biên Phòng đã để cho Thể Công gỡ hòa ở trong ván đấu đầu tiên này. Và như vậy là cả hai đội đều đã sử dụng một trong hai quyền xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật 30 giây ở trong set đấu thứ nhất này. Quốc Duy đang có được sự hòa nhập tốt
cùng với Xuân Thành và các đồng đội ở thế công. Dù mùa trước anh thi đấu cho Tràng An Ninh Bình. Và đây cũng là một tân binh nữa của thế công ở mùa giải 2023 này. Chủ công Văn Hạnh, người có thể chơi được cả hai vị trí đối chuyền và chủ công. Điểm cho thể công 19-18. Bây giờ thì thể công đã vượt lên. Vị trí đối chuyền luôn là một vị trí đau đầu với huấn luyện viên Thái Anh Văn ở khoảng 2-3 mùa giải gần đây. Tuy nhiên thì giờ thể công đã có thể yên tâm ở vị trí này khi họ có được hai cây đối chuyền xuất sắc bậc nhất của bóng chuyền nam Việt Nam hiện nay, đó là Nguyễn Văn Quốc Duy và Văn Hạnh. Văn Hạnh ở Thành phố Hồ Chí Minh thì anh chơi ở vị trí đối chuyền. Hiện tại trong đội hình của thể công thì Văn Hạnh đang tạm thời chơi ở vị trí chủ công. Xuân Thành, pha ghi điểm của Vũ Hoàng. Một điểm nữa cho thể công, 20-19. Một tình huống đánh lao dài giữa Xuân Thành và Vũ Hoàng. Pha ghi điểm của Phụ Công Duy Tuyến, 20 đều. Người phát bóng là đội trưởng Phạm Văn Hiệp. Quốc Duy đập bóng trên chắn và thêm một điểm số nữa cho thể công 21-20. Xuân Thành xoay lưng nhưng anh vẫn có thể có được một đường chuyền, một pha phối hợp tốt với Nguyễn Văn Quốc Duy. Đó là minh chứng cho sự ăn ý giữa hai vận động viên này. Pha ghi điểm của Phạm Văn Hiệp, 21 đều cho biên phòng. Quốc Duy là đối chuyền của thể công trên sân. Và bên phía biên phòng, vị trí đối chuyền đang được giao lại cho Phạm Văn Hiệp. Minh Đức phát bóng. Pha đánh bóng của Ngọc Thuân, 22-21. Đã có sự thay đổi người. Thể công thay vận động viên. Thanh Tùng rời sân và Mạnh Tài đã trở lại sân. Minh Đức phát bóng. Quốc Duy đánh bóng từ sau vạch 3m và thêm một điểm số nữa cho thể công. 22 đều. Thể công có sự thay đổi vận động viên. Số 8 ra sân, số 13 vào sân, đội trưởng trên sân. Văn Nam phát bóng và thể công đã vừa tung màu tiến thắng vào sân để thay cho Xuân Thành. Tăng cường khả năng chắn bóng và ghi điểm. Và quyết định của huấn luyện viên Thái Anh Văn đã mang về thêm một điểm nữa cho thể công. 23-22. Cho thể công set đấu đầu tiên, đang trôi dần về những điểm số cuối. Và thể công đã một lần nữa vượt lên. Văn Nam phát bóng. Văn Hiệp. 23 đều.
23 đều. 23 đều, biên phòng phát bóng và Xuân Thành đã trở lại sân. Ngoài Xuân Thành thì trong đội hình của huấn luyện viên Thái Anh Văn còn một cây truyền hai khác, đó là truyền hai Hoàng Trung Kiên, số 19. Xuân Thành, Văn Hạnh, 24-23 cho thể công, set point cho thể công. Trận đấu đầu tiên đã diễn ra vô cùng kịch tính. Hà Nội liên tục bám đuổi điểm số với nhau. Và bây giờ thì thể công đã có được set point. Mạnh Tài phát bóng. 24 đều và người đã gỡ hòa đó là Ngọc Thuần. Đinh Văn Duy phát bóng. Xuân Thành chuyền cho ai? Đó là pha đánh bóng của Vũ Hoàng. Một tình huống lao dài. 25-24. Điểm thành công 25-24. Thêm một set point nữa cho thể công. Và biên phòng cũng đáp trả với một pha đập chồng. Những tình huống đánh bóng chiến thuật của hai đội 25 đều. Đây là set point thứ 3 cho thể công. 26-25. Set point thứ 3 cho thể công. Set đấu đầu tiên đang diễn ra vô cùng kịch tính. Người ghi điểm đó là Văn Hạnh. Sự chú ý đang được hướng về Đinh Văn Duy. Cái chuyền hai của biên phòng. Đây là tình huống bóng mà biên phòng buộc phải có điểm nếu họ không muốn để thua ở trong set đấu đầu tiên. Văn Hiệp. Tình huống phòng thủ của Mầu Tiến Thắng. Mầu Tiến Thắng. Không, đó là Quốc Duy. 26 đều, thể công đã có được tới 3 set point nhưng không thể tận dụng thành công. 26 đều. Duy Thành phát bóng. Điểm 27-26. Tình huống phát bóng không tốt của phụ công bên phía biên phòng. Đây là cơ hội thứ tư để cho Vũ Hoàng và các đồng đội có thể dứt điểm set đấu đầu tiên này. Văn Hiệp, 27 đều. Văn Hiệp phát bóng. Quốc Duy. Một pha đánh lỏng tay. Văn Hiệp. Chắn bóng có điểm. Một tình huống chắn bóng ghi điểm của thể công 28-27. Vẫn đang là những set point cho thể công. Và đây sẽ là tình huống phát bóng của Quốc Duy. Một vận động viên có khả năng tung ra những tình huống phát bóng khó. Cơ hội cho thể công. Văn Hiệp.
Đó là điểm cho Biên Phòng rồi. Đó là điểm cho Biên Phòng. Bóng đã sượt qua người của Quốc Duy. 28 đều. Minh Đức phát bóng. Văn Nam đánh bóng đi ra ngoài. Văn Nam không. Như vậy đó là điểm số cho thể công. Bóng đã chạm vào tay chắn của Biên Phòng. 29-28. Thể công có sự thay đổi vận động viên số 7 ra sân, số 3 vào sân. Và đây là lúc thể công thay vận động viên. Văn Nam rời sân và người vào sân là Hồ Hữu Tiến, một phụ công, thay chủ công bằng một phụ công, nhưng có lẽ là huấn luyện viên Thái Anh Văn muốn tận dụng khả năng phát bóng của Hồ Hữu Tiến nhiều hơn. Đây là set point thứ 6 cho thể công, cơ hội thứ 6 để họ dứt điểm ở trong set đấu đầu tiên này. Đó là điểm cho Biên Phòng, phát bóng ra ngoài. 29 đều. Thể công có sự thay đổi và Hồ Hữu Tiến đã trở lại với băng ghế dự bị, nhường lại vị trí cho Văn Nam, một điều không bất ngờ. Các đội bóng vẫn thường rút phụ công ra mỗi khi vị trí của anh ta xoay xuống hàng sau. Quốc Duy pha đánh bóng là của Ngọc Thuần, nhưng bóng ra ngoài. Đó là điểm cho thể công. 30-29 cho thể công. Set đấu đầu tiên vẫn chưa thể phân định được thắng thua. Đây sẽ là tình huống phát bóng của Mạnh Tài. Ba mươi đều và người ghi điểm là Ngọc Thuần. Điểm Biên Phòng 30 đều. Đây sẽ là tình huống phát bóng của Đinh Văn Duy. Văn Duy đã xoay vị trí xuống hàng sau. Và như vậy là Biên Phòng có tới 3 tay đập ở trên hàng trên. Văn Hạnh vừa mang về thêm một set point nữa cho thể công. Quá nhiều cơ hội rồi. Quá nhiều cơ hội để thể công dứt điểm ở trong set đấu đầu tiên này. 31-30. Xuân Thanh phát bóng. 31 đều. 31 đều. 31 đều. Biên Phòng thêm một lần nữa gỡ hòa. 31 đều. Bóng ra ngoài. Đây là điểm số cho Biên Phòng 32-31. Và đây là cơ hội để Biên Phòng dứt điểm ở trong set đấu đầu tiên này. Và không phải Biên Phòng, thể công mới là đội bóng đã phải sử dụng đến quyền xin tạm dừng trận đấu lần thứ 2 ở trong set 1. Lượt tham ao của thể công. Như vậy là sau 30 giây hội ý chiến thuật lần này thì huấn luyện viên Thái Anh Văn sẽ không còn quyền để xin tạm dừng trận đấu để hội ý nữa ở trong set đấu đầu tiên. Dù Biên Phòng liên tục phải đối mặt với những set point, nhưng huấn luyện viên Trần Đình Tiền vẫn không một lần bấm chuông để xin tạm dừng trận đấu để hội ý 30 giây. Và thể công chứ không phải là Biên Phòng mới là đội đã sử dụng hết cả hai quyền tham ao trước ở trong set đấu đầu tiên này. Thể công và Biên Phòng không xa lạ gì nhau. Và hai đội bóng này không chỉ nằm trung bảng tại giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm nay, mà họ cũng nằm trung bảng ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia sẽ diễn ra vào đầu tháng 3 tới đây. Đó là bảng đấu thi đấu tại nhà thi đấu Gia Lâm. Văn Hiệp đánh bóng đi ra ngoài rất thiếu chính xác và đó là điểm số cho thể công. 32 đều.
Thật sự là rất khó đoán được đội bóng nào sẽ giành chiến thắng ở trong set đấu đầu tiên này khi cả hai đều đã có được những cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. 32 đều. Văn Hạnh phát bóng. Đinh Văn Duy đập chồng. Pha đánh bóng của Minh Đức. 33-32. Minh Đức mang về thêm một set point cho biên phòng. Và nếu tôi nhớ không nhầm thì đây mới chỉ là cơ hội thứ 3 để họ có thể kết thúc set đấu đầu tiên này. Văn Nam điểm cho thể công 33 đều. 33 đều cho thể công. Văn Nam đánh bóng chạm chắn và bóng bay ra ngoài sân. Pha đánh bóng của Minh Đức. Mạnh Tài không thắng được hàng chắn của biên phòng. Văn Duy chuyển cho ai? Đó là Ngọc Thuần ở hàng sau. Nhưng bóng vẫn còn trong cuộc. Quốc Duy. Đó là điểm cho biên phòng. Bóng không chạm vào tay chắn của biên phòng. Quốc Duy đánh bóng chạm lưới và bay ra ngoài. 34-33 cho biên phòng. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Đúng là Quốc Duy đã đánh bóng chạm vào mép trên của lưới. Bóng sau đó không nảy vào tay chắn của Duy Tuyến mà bay thẳng ra ngoài sân. 34-33. Văn Hiệp phát bóng. Quốc Duy. 34 đều. Ngay sau đó thì Quốc Duy đã sửa sai. 34 đều. Quốc Duy phát bóng. Phát bóng ra ngoài. 35-34 điểm cho biên phòng. Điểm biên phòng. 35-34. Minh Đức phát bóng. Xuân Thành. Đó là pha đánh bóng của Quốc Duy. 35 đều cho thể công. Đinh Văn Duy. Văn Hiệp. Pha đánh bóng của Duy Tuyến. Đây là cơ hội cho biên phòng. Quốc Duy chắn bóng có điểm. Đó là pha chắn bóng thành công của Duy Tuyến. Điểm cho biên phòng 36-35. Duy Tuyến phát bóng. Xuân Thanh chuyển cho ai? Đó là Quốc Duy. Và như vậy là set đấu đầu tiên đã kết thúc với phần thắng nghiêng về biên phòng. Biên phòng thắng với tỷ số là 37-35. Một tình huống chắn bóng thành công với pha đánh bóng của Quốc Duy. Quốc Duy đã không thể thắng được tay chắn của biên phòng 37-35. Một set đấu mà thể công đã liên tiếp có được những cơ hội để kết thúc. Họ đã có khoảng 6 đến 7 set point nhưng không thể tận dụng thành công. Và cuối cùng thì biên phòng là đội đã có được phần thắng ở trong set đấu đầu tiên.
với tỷ số vô cùng kịch tính 37-35. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với những diễn biến trực tiếp trận đấu thứ hai trong khuôn khổ giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền lần thứ 17 năm 2023. Giải đấu đang diễn ra tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình. Cặp đấu ở bảng A của Nam giữa Biên Phòng và Thể Công. Lúc này thì hai đội bóng đã bước vào set đấu thứ hai. Và trong set đấu đầu tiên thì Biên Phòng đã có được chiến thắng với tỷ số rất kịch tính 37-35 trước Thể Công. Tại giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm nay thì Biên Phòng và Thể Công nằm ở bảng A cùng với Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương. Pha đánh bóng của Quốc Duy. Xuân Thành. Văn Hạnh. Điểm 1-0 cho Thể Công ở trong set đấu thứ hai này. Ở set đấu đầu tiên thì Thể Công của Quốc Duy và Văn Hạnh đã liên tiếp có được những set point. Họ đã có được khoảng 7 set point nhưng lại không thể tận dụng thành công. Và cuối cùng đã để cho Biên Phòng lội ngược dòng. Có thể nói là như vậy để có được chiến thắng rất kịch tính 37-35. Tiếp tục là Văn Hiệp. Bóng ra ngoài. Nhưng trọng tài Trần Việt Thắng đã quyết định cho điểm với Biên Phòng 1-1. Như vậy là ông Trần Việt Thắng cho rằng bóng đã chạm vào tay chắn của Thể Công trước khi bay ra ngoài sân. 1-1 cho Biên Phòng. 2-1 cho Thể Công. Ngọc Thuần đã đánh bóng, phát bóng đi ra ngoài. Thể Công và Biên Phòng không chỉ nằm chung bảng A tại giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm nay cùng với Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương, mà họ còn trung bảng tại bảng B của vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Bảng đấu sẽ diễn ra tại Gia Lâm từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3. Trở lại với giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm nay, thì sau trận đấu giữa Biên Phòng và Thể Công thì hôm nay trong ngày thi đấu đầu tiên, Cúp Hoa Lư Bình Điền sẽ còn hai cặp đấu nữa. Đó là hai cặp đấu có sự góp mặt của hai đội bóng chủ nhà. Vào lúc 17:30, Hà Tĩnh sẽ gặp Nam Ninh Bình lên về Postbank. Và sau đó vào lúc 20:45, sau lễ khai mạc sẽ là trận đấu khai mạc giữa Hà Phú Thanh Hóa và nữ Ninh Bình lên về Postbank. Duy Thành phát bóng. Duy Thành và Duy Tuyến đang là cặp phụ công của Biên Phòng. Phụ công vẫn luôn là một trong những vị trí mà huấn luyện viên Trần Đình Tiền rất muốn được tăng cường ngoại binh
để thi đấu ở mùa giải vô địch quốc gia năm nay. 4-2 cho Thể Công. Ở trận đấu đầu tiên của giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền, trận đấu mở màn, thì Hóa chất Đức Giang Hà Nội đã có được chiến thắng 3-0 trước VTV Bình Điền Long An. Điểm biên phòng 3-4. 3-4 cho biên phòng. Ở trong set đấu đầu tiên thì huấn luyện viên Trần Đình Tiền thậm chí cũng chỉ dùng một quyền xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật 30 giây. Khi mà biên phòng liên tiếp phải đối mặt với set point thì huấn luyện viên Trần Đình Tiền vẫn không bấm chuông để xin time out lần thứ hai. Đó là pha đánh bóng của Văn Nam. Điểm Thể Công 5-3. 5-3 cho Thể Công. Mùa giải 2023 là một mùa giải mà Thể Công của Vũ Hoàng có sự tăng cường lực lượng rất mạnh mẽ. Họ đã mượn thành công cây đối chuyền hàng đầu của bóng chuyền Nam Việt Nam hiện nay là Nguyễn Văn Quốc Duy từ đội hạng A Trà Vinh để thi đấu ở mùa giải vô địch quốc gia năm nay. Và cùng với đó thì huấn luyện viên Thái Anh Văn cũng đã chiêu mộ thành công chủ công đối chuyền Nguyễn Văn Hạnh từ đội Nam thành phố Hồ Chí Minh. Pha đánh bóng của Phạm Văn Hiệp. Điểm cho biên phòng 4-5. 4-5. Xuân Thành. Đó là pha đánh bóng của Văn Hạnh, nhưng có vẻ như là bóng đã đi ra ngoài rồi. Đúng là bóng ra ngoài và đó là điểm số cho biên phòng 5-5. Minh Đức phát bóng. Quốc Duy. Không được. Điểm cho biên phòng. Trọng tài đã bắt lỗi hai chạm với Văn Hạnh. 6-5. Minh Đức phát bóng. Pha đánh bóng của Văn Hạnh. 6-6. 6-6. Sau khi chia tay đội Thành phố Hồ Chí Minh thì Văn Hạnh đã quyết định gia nhập Thể Công và anh ký hợp đồng 1 năm cùng với huấn luyện viên Thái Anh Văn và Thể Công. 6-6. Dù vậy thì lúc này ở đội bóng Á quân của giải vô địch quốc gia năm 2021, Thể Công, Văn Hạnh đang chơi chủ công, chứ anh không đánh đối chuyền vị trí sở trường khi còn thi đấu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Một pha đập chồng, Văn Duy, Duy Tuyến và Ngọc Thuần. Pha đánh bóng của Duy Tuyến, điểm số là 7-7. 7-7 cho biên phòng. Một tình huống phát bóng không thực sự tốt của Duy Tuyền. Bóng không qua lưới và điểm cho Thể Công. 8-7. Người phát bóng là Xuân Thành. Pha đánh bóng của Văn Hiệp. 8-8. 8-8 cho biên phòng.
một pha bật nhảy và đánh bóng từ sau vạch 3m của Phạm Văn Hiệp. Vũ Hoàng, Văn Hiệp, Văn Hạnh, pha bỏ nhỏ của Ngọc Thuần. Quốc Duy đã có điểm số cho thể công 9-8. Với những tay đập thuận tay trái như Quốc Duy thì góc đánh số 4, vị trí đánh số 4 là vị trí có góc đánh mở nhất. Pha xử lý của Ngọc Thuần. Một pha bỏ nhỏ và thêm một điểm nữa cho biên phòng. 9-9. Đó là pha đánh bóng của Văn Nam. Điểm thành công 19 cho thể công. Một tình huống trồng lên. Không được. Ngọc Thuần đã không thể thắng được tay chắn của thể công. 11-9 cho thể công. Vũ Hoàng phát bóng. Điểm biên phòng 10-11. 10-11. Thêm một điểm nữa cho biên phòng. Trọng tài đã bắt lỗi với một vận động viên của thể công. Duy Thành phát bóng. Văn Hiệp. Không được, Quốc Duy đã không thể có được một pha đánh bóng tốt. Tuy nhiên thì anh vẫn mang về thêm một điểm số nữa cho thể công 12-10. Một tình huống mà Quốc Duy đã không thể đập bóng khi mà bóng đã gần như bay sang phía bên kia lưới. Tuy nhiên thì đối chuyền mang áo số 5 vẫn biết cách để mang về thêm một điểm số nữa cho thể công 12-10. Quốc Duy phát bóng. Đập trồng. Pha ghi điểm của Minh Đức. Một pha đánh bóng chiến thuật cùng với Duy Tuyến. 11-12 cho biên phòng. Pha đập trồng ở biên 4. Văn Hiệp phát bóng. Không được, lần này thì Xuân Thanh và Quốc Duy đã không ăn ý với nhau. Và biên phòng đã gỡ hòa 12-12. Một tình huống không ăn ý giữa chuyền hai Xuân Thanh và đối chuyền Quốc Duy. Và điều đó đã tạo điều kiện cho Văn Hiệp gỡ hòa cho biên phòng 12-12. Ngọc Thuần. Điểm cho biên phòng. Điểm biên phòng 13-12.
Văn Hiệp phát bóng. Phát bóng không qua lưới. 13 đều cho Thể Công. Lúc này thì ban huấn luyện của đội Nam Ninh Bình lên với Postbank cũng đang có mặt tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình để theo dõi Thể Công cùng với biên phòng thi đấu. Ninh Bình, Thể Công và biên phòng là hai đội bóng sẽ nằm chung bảng với nhau tại bảng B của vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Và Ninh Bình chắc chắn huấn luyện viên Bùi Trung Thảo rất mong muốn Thể Công và biên phòng càng chơi giằng co thì ông càng có cơ hội để có thể đánh giá được thực lực của hai đối thủ. Pha đánh bóng của Phúc Công mạnh tài, thêm một điểm số nữa cho Thể Công, 14 đều. Đập trồng. Văn Duy và Duy Tuyến. Điểm cho biên phòng. Điểm biên phòng 15-14. Duy Tuyến phát bóng. Đã có thêm một điểm nữa cho biên phòng 16-14. Và bên phía Thể Công, huấn luyện viên Thái Anh Văn đã bấm chuông xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật 30 giây, lần hội ý thứ nhất của Thể Công ở trong set đấu thứ hai này. Với việc chiêu mộ Quốc Duy và Văn Hạnh, chắc chắn tham vọng của Thể Công sẽ là hướng tới một trong ba vị trí top đầu của giải vô địch quốc gia mùa này. Trong khi đó, với biên phòng thì theo chia sẻ huấn luyện viên Trần Đình Tiền, mục tiêu trước mắt mà đội bóng này hướng đến sẽ là trong top 5 ở giải vô địch quốc gia. Biên phòng cho đến thời điểm hiện tại họ vẫn chưa có được sự tăng cường từ các vận động viên ngoại. Đội hình của biên phòng vẫn là đội hình mà họ đã thi đấu ở khoảng 2-3 mùa giải gần đây. Quốc Duy. Đó là điểm cho biên phòng, bóng đi ra ngoài. Quốc Duy đánh bóng đi ra ngoài. 17-14 cho biên phòng. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha quay chậm. Một pha bật nhảy từ sau vạch 3m của Quốc Duy và trọng tài biên đã bắt bóng ra ngoài. Duy Tuyến phát bóng. Điểm Thể Công. Điểm 15-17 cho Thể Công. Sau khi kết thúc giải bóng chuyền Cúp Pha Lư Bình Điền thì Thể Công sẽ tiếp tục tập huấn tại Ninh Bình. Và đến đầu tháng 3 thì họ mới di chuyển sang nhà thi đấu Gia Lâm để chuẩn bị cho vòng 1 giải vô địch quốc gia. Năm nay thì giải vô địch quốc gia sẽ có sự thay đổi rất lớn ở lịch thi đấu. Điều đó sẽ giúp cho các khán giả có thể theo dõi các đội bóng thi đấu tốt hơn. Cụ thể thì thay vì giải đấu chia hai bảng và đánh trong cùng một thời điểm giống như những năm trước thì năm nay các bảng đấu sẽ diễn ra lần lượt và các trận đấu ở các ngày trong tuần sẽ đều diễn ra vào khung giờ đẹp, khung 20 giờ để các khán giả có thể theo dõi. Và chỉ có vào cuối tuần, các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật thì các trận đấu mới diễn ra sớm hơn. Văn Hạnh phát bóng. Điểm biên phòng 19-16. Đứng
Ngọc Thuận phát bóng. Phát bóng đi ra ngoài và đó là điểm số cho Thể Công 17-19. 17-19 cho Thể Công. Văn Hiệp đánh bóng đi ra ngoài, 18-19 cho Thể Công. Đội biên phòng xin tạm dừng lần thứ nhất ở ván đấu này. Biên phòng đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật 30 giây. Lần hội ý thứ nhất của huấn luyện viên Trần Đình Tiền ở trong set đấu thứ hai này. Lúc này thì biên phòng đã để cho Thể Công rút ngắn cách biệt ở trong set đấu đầu tiên. Xin lỗi, ở trong set đấu thứ hai xuống chỉ còn một điểm mà thôi. Sau khi kết thúc giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền thì nếu như Thể Công tiếp tục tập huấn tại Ninh Bình thì biên phòng họ sẽ trở về Đại Bản Doanh để chuẩn bị cho vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Ở vòng 1 thì biên phòng và Thể Công nằm cùng bảng với đội Nam Ninh Bình lên với Postbank, đội bóng đương kim vô địch của giải vô địch quốc gia. Cho đến lúc này thì để chuẩn bị cho vòng 1 giải vô địch quốc gia thì đã có 4 đội nam và 6 đội nữ đăng ký thuê ngoại binh. 4 đội nam đó là Ninh Bình lên với Postbank, Long An, Đà Nẵng và Hà Tĩnh. Trong khi đó 6 đội nữ đã đăng ký thuê ngoại binh đó là các đội Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Vietinbank, Kinh Bắc Bắc Ninh. Nữ Ninh Bình lên với Postbank, Quảng Ninh và rất có thể là cả Thanh Hóa nữa. Quốc Duy. Điểm số cho Thể Công 19-20. Điểm Thể Công 19-20. Đa phần các đội bóng khi thuê vận động viên ngoại thi đấu tại giải vô địch quốc gia năm nay đều tuyển các vận động viên tới từ Thái Lan, một môi trường bóng chuyền có vị trí địa lý gần với Việt Nam và mức giá thuê cũng không quá cao nếu so với các vận động viên tới từ châu Âu. Điểm biên phòng 21 19. Theo quy định từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thì ở mùa giải vô địch quốc gia năm nay các đội bóng có quyền thuê 2 vận động viên ngoại nhưng sẽ chỉ có 1 vận động viên được thi đấu trên sân. Điểm cho Thể Công 20-21. Hiện tại thì trong 10 đội bóng đã thông báo với Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ thuê ngoại binh ở mùa này không có Thể Công. Tuy nhiên theo chia sẻ của huấn luyện viên Thái Anh Văn ngay trước thềm giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền thì rất có thể Thể Công cũng sẽ tìm kiếm những vận động viên ngoại để thi đấu ở mùa giải vô địch quốc gia năm nay. Họ đã xin được chủ trương từ phía ban lãnh đạo của đội bóng. Pha đánh bóng của Duy Tuyến nhưng bóng không. Trọng tài đã cho điểm với vận động viên của biên phòng. Như vậy là trọng tài đã bắt lỗi chạm lưới với Mạnh Tài, phụ công của Thể Công trong tình huống chắn bóng vừa rồi. Điểm số cho biên phòng 22-20. Minh Đức phát bóng. Xuân Thanh chuyển cho ai? Đó là Văn Hạnh. 21-22, thêm một điểm nữa cho Thể Công. Điểm Thể Công 21-22. Chắc chắn với những tân binh như là Văn Hạnh hay Quốc Duy thì những giải đấu khởi động cho vòng 1 giải vô địch quốc gia như giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền sẽ là những khoảng thời gian vàng để họ có thêm những khả năng hòa nhập cùng với lối chơi chung của đội bóng mới. Điểm biên phòng 23-24. Điểm cho biên phòng 23-21.
Pha đánh bóng của Phạm Văn Hiệp, nhưng bóng đã không thắng được các tay chắn của Thể Công. Điểm Thể Công 22-23. Thêm một điểm nữa cho Thể Công. Xuân Thanh phát bóng. Đó là pha đánh bóng của Ngọc Thuần. Văn Hạnh không được. Đó là điểm số cho biên phòng. Văn Hạnh đã đánh bóng không qua lưới và trọng tài đã bắt lỗi hai chạm với anh. 24-22, 24-22, set point cho biên phòng. Văn Duy phát bóng. Quốc Duy mang về thêm một điểm nữa cho Thể Công 23-24. Rất khó để có thể chắn được Quốc Duy trong những tình huống đánh bóng ở vị trí số 4 như vừa rồi. Biên phòng là đội giành chiến thắng ở trong set đấu thứ hai với tỷ số là 25-23, và người đã mang về điểm số 25 cho biên phòng đó là Phạm Văn Hiệp, đội trưởng của đội bóng. Như vậy là sau hai set đấu, biên phòng đang tạm dẫn Thể Công với tỷ số là 2-0. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với những diễn biến trực tiếp từ nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, nơi đang diễn ra trận đấu giữa Thể Công và biên phòng, trận đấu trong khuôn khổ giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2023. Lúc này thì biên phòng sau hai trận đấu đang tạm dẫn Thể Công với tỷ số là 2-0. Và vừa có thêm một điểm nữa cho biên phòng ở trong trận đấu thứ 3. 1-0 cho biên phòng. Thêm một set thắng nữa thì biên phòng sẽ là đội có được chiến thắng chung cuộc trong trận đấu ngày hôm nay. Pha ghi điểm của Thể Công, 1-1. Người vừa ghi điểm đó là Thanh Tùng, phụ công mang áo số 14.
Phạm Văn Hiệp. Bóng ra ngoài và đó là điểm số cho Thể Công 2-1. Điểm cho biên phòng 2 đều. Quan sát trên sân thì ở trong set đấu thứ 3 này, huấn luyện viên Thái Anh Văn đang sử dụng nhiều hơn những gương mặt dự bị. Lúc này thì Văn Hạnh và Mạnh Tài đang không xuất hiện trên sân. Hai vị trí đó đang được thay bởi Thanh Tùng, công màu số 14 và Hà Mạnh Hùng, tay đập màu số 23. Điểm cho biên phòng 3-2. Một tình huống tổ chức tấn công từ khu vực giữa sân của biên phòng. Văn Nam đánh bóng đi ra ngoài mất rồi. Và đó là điểm số cho biên phòng 4-2. Duy Thành phát bóng. Bước 1 là của Hà Mạnh Hùng. Quốc Duy không thắng được tay chắn của biên phòng. Văn Nam. Một lần nữa Văn Nam lại đánh bóng đi ra ngoài và thêm một điểm nữa cho biên phòng 5-2. Quốc Duy đã có điểm số cho Thể Công 3-5. Thanh Tùng phát bóng. Một điểm nữa cho biên phòng 6-3. Bóng đã chạm vào tay chắn của Mạnh Tài và bay ra ngoài sân. Văn Hiệp phát bóng. Thêm một cơ hội nữa cho biên phòng. Duy Tuyến. Và thêm một điểm nữa cho biên phòng 7-3. Lúc này thì libero trên sân của Thể Công là libero Đức Hải chứ không phải là Vũ Văn Cao. Sau đó thì những tình huống bắt bước 1 và phòng thủ hàng sau của Thể Công đang tổ chức không thực sự tốt. Pha đánh bóng của Văn Nam. Thêm một điểm nữa cho Thể Công 4-7. Quốc Duy phát bóng. Phát bóng không qua lưới. Đó là điểm cho biên phòng 8-4. Đội Thể Công xin thay người. Và bây giờ thì huấn luyện viên Thái Anh Văn thậm chí còn thay cả chuyền 2. Xuân Thành, đội trưởng của Thể Công đã rời sân. Và vị trí chuyền 2 trên sân lúc này đang được giao lại cho Hoàng Trung Kiên. Cây chuyền 2 trẻ tuổi hơn và cũng ít kinh nghiệm thi đấu hơn so với người đàn anh. Một điểm nữa cho biên phòng. Quốc Duy đánh bóng không qua lưới. 9-4 cho biên phòng. Những tình huống bắt bước 1 của hàng sau Thể Công đang không tốt và khiến cho những tình huống tổ chức tấn công của đội bóng này gặp rất nhiều khó khăn. Quốc Duy đã không có được một tư thế đập bóng thuận lợi trong tình huống tấn công vừa rồi.
Trung Kiên và Quốc Duy. Bóng ra ngoài và thêm một điểm nữa cho biên phòng. 14. Thể công đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Huấn luyện viên Thái Anh Văn đã sử dụng một trong hai quyền xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật 30 giây của đội mình ở trong set đấu thứ 3 này từ khá sớm. Nhưng đó là điều cần thiết khi mà thể công đang để cho biên phòng liên tiếp lên điểm. Việc biên phòng đang có được một trận đấu áp đảo trước thể công cho đến lúc này có thể xem là một kết quả tương đối bất ngờ, khi mà thể công ở mùa giải năm nay họ đã có được sự tăng cường lực lượng rất mạnh mẽ với việc chiêu mộ đối chuyền Nguyễn Văn Quốc Duy và chủ công Văn Hạnh. Trong khi đó thì biên phòng đội hình của họ không có sự thay đổi nào so với những mùa giải trước. Vẫn là cặp chủ công Ngọc Thuân Văn Hiệp, phụ công Duy Tuyến và chuyền hai Đinh Văn Duy. Điểm cho thể công 5-10. Đó là pha ghi điểm của phụ công Mạnh Tài. Pha đánh bóng của Ngọc Thuân, bóng đi ra ngoài, đó là điểm số cho thể công. Không, đó là điểm cho biên phòng. Bóng ra ngoài nhưng có lẽ là đã chạm vào tay chắn của thể công. Đó là điểm cho biên phòng. Tỷ số là 11-5. Pha đánh bóng của Mạnh Hùng, một tình huống trồng lên. Điểm biên phòng 12-5. 12-5 cho biên phòng. Thể công có sự thay đổi vận động viên số 23 ra sân, số 16 vào sân. Thể công thay vận động viên. Mạnh Hùng rời sân và người vào sân đó là Xuân Sinh. Bây giờ thì huấn luyện viên Thái Anh Văn đang trao cơ hội thi đấu cho những cầu thủ dự bị. Điểm thể công 6-12. 6-12 cho thể công. Người phát bóng là phụ công Mạnh Tài. Đó là pha đánh bóng của Ngọc Thuân. Điểm biên phòng. Một điểm nữa cho biên phòng 13-6. Trận đấu đã diễn ra phải nói là rất hấp dẫn ở trong set đấu đầu tiên với một kết quả rất bất ngờ cho biên phòng ở trong set 1. Và sau đó thì ở set 2 và cho đến thời điểm hiện tại của set đấu thứ 3. Biên phòng đang tỏ ra vượt trội so với thể công. 14-6 cho biên phòng. Tuy nhiên thì đây mới chỉ là trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng. Và cũng có thể là thể công họ sẽ giấu bài khi biên phòng và Cha Ninh Bình và đội Nam Ninh Bình lên về Postbank đang có mặt trên khán đài sẽ là những đối thủ chính của thể công ở vòng 1 bảng B giải vô địch quốc gia. Tình huống chuyền sau đầu của Đinh Văn Duy ra biên 2 cho Văn Hiệp và thêm một điểm nữa cho biên phòng 15-6. Cách biệt bây giờ đã là 9 điểm. Trung Kiên. Trung Kiên và Thanh Tùng. Không được. Một tình huống không ăn ý giữa Trung Kiên và Quốc Duy. Và thêm một điểm nữa cho biên phòng. 16-6. Cách biệt là 10 điểm và có lẽ là trận đấu này sẽ kết thúc chỉ sau 3 set mà thôi. Bởi lẽ trên sân lúc này thì bên phía thể công họ đang chơi với phần lớn là những nhân tố dự bị. Số 8
Và Xuân Thành đã phải trở lại sân. Màn thể hiện của Trung Kiên trong khoảng thời gian được trao cơ hội thi đấu vừa qua là không để lại quá nhiều sự ấn tượng. Và anh đã phải nhường lại vị trí truyền hai cho người đàn anh. Nhưng sẽ là rất khó cho Xuân Thành khi mà bước 1 của đội bóng vẫn đang rất lập bập. Mười bảy sáu rồi, 11 điểm cách biệt. Không thắng được tay chắn của biên phòng. 18-6. Đó là pha đánh bóng của phụ công Thanh Tùng. Không thể thắng được tay chắn của biên phòng. Người chắn bóng là Duy Thành. Quốc Duy. Điểm cho thể công. Bóng trong sân. 7-18. Như vậy là huấn luyện viên Thái Anh Văn sẽ thay phụ công. Thanh Tùng rời sân và người vào sân là Hồ Hữu Tiến. Hồ Hữu Tiến là phụ công thuộc biên chế thể công, nhưng ở những mùa giải trước anh được cho mượn tới Tràng An Ninh Bình. Hồ Hữu Tiến đã chơi rất hay trong màu áo của Tràng An Ninh Bình. Tuy nhiên về thể công thì anh chưa được tạo nhiều cơ hội thi đấu. Cặp phụ công chính của thể công đang là Mạnh Tài và Vũ Hoàng. Xuân Thanh phát bóng. Văn Duy và Phạm Văn Hiệp. Đó là một tình huống bỏ nhỏ. Và thêm một điểm nữa cho biên phòng 19-8. Một tỷ số rất cách biệt. Và có lẽ là mọi chuyện đã hết với thể công. Hy vọng lội ngược dòng có lẽ là đã không còn khi mà cách biệt bây giờ đã lên tới 11 điểm. Đập trồng. Pha đánh bóng của Xuân Sinh. 9-19 cho thể công. Biên phòng cũng đập trồng. Và đó là pha ghi điểm của Trần Minh Đức. 20-9. Duy Thành phát bóng. Quốc Duy. 10-20. So với các đối chuyển khác thì Quốc Duy không có được chiều cao tốt, nhưng khả năng bật nhảy của anh là rất tuyệt vời. Một tình huống đánh len của Minh Đức và thêm một điểm nữa cho biên phòng. 21-10. Pha ghi điểm của chủ công mang áo số 15. Đội trưởng Văn Hiệp phát bóng. Văn Nam. Không được, rất đáng tiếc. Một tình huống chuyền bóng cao tay của Ngọc Thuần, bóng đã không qua lưới. Tình huống mà Ngọc Thuần không thể đập bóng, anh đã lựa chọn đẩy bóng sang bên phần sân của đối phương. Nhưng pha chuyền bóng cao tay vừa rồi, bóng lại đi hơi thấp. Quốc Duy phát bóng quá thiếu chính xác. 22-11 cho biên phòng. Không có gì phải nghi ngờ về chiến thắng 3-0 của biên phòng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đập trồng.
Pha đánh bóng của Văn Nam. Một tình huống phối hợp cùng với Mạnh Tài. 12-22. Sau trận đấu giữa Thể Công và Biên Phòng mà chúng ta đang theo dõi, đây là trận đấu giữa đội chủ nhà Nam Ninh Bình Liên Việt Postbank và Hà Tĩnh. 23-12 cho Biên Phòng. Không được. Một đường chuyền không tốt của Đinh Văn Duy. Một đường chuyền bóng có được tầm cao tốt nhưng lại đi không xa, không thể tới được vị trí của Ngọc Thuần. 13-23, điểm số cho Thể Công. Mạnh Tài phát bóng. Đó là pha ghi điểm của Ngọc Thuần. 24-13. Matchboy. Matchboy cho Biên Phòng. Một tình huống đập chồng. Ngọc Thuần đã mang về matchboy cho Biên Phòng. Và như vậy là Biên Phòng sẽ có được khởi đầu với chiến thắng 3-0 tại giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm nay. 25-13. Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng cho Biên Phòng. Thầy trò huấn luyện viên Trần Đình Tiền đã đánh bại Thể Công sau 3 set đấu với các tỷ số lần lượt là 3-7, 3-5, 25-23 và 25-13. Thực tế thì trận đấu giữa Thể Công và Biên Phòng chỉ thực sự hấp dẫn ở trong set đấu đầu tiên khi hai đội thi đấu rất giằng co. Và sau khi Biên Phòng có được chiến thắng 3-7, 3-5 ở trong set 1 thì họ đã thắng cách biệt ở 2 set.